Truy xuất nguồn gốc không đạt yêu cầu là một trong bốn nội dung Việt Nam chưa đáp ứng được theo khuyến nghị của IC. Hiện nay, việc truy xuất nguồn gốc thủy sản chỉ được thực hiện theo yêu cầu của chủ tàu hoặc doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản. Do đó, việc thực hiện quy định này còn nhiều tồn tại khi nhiều ngư dân thực hiện theo kiểu chống chế như nộp nhật ký khai thác có nội dung không đầy đủ rõ ràng, thậm chí có trường hợp ngư dân cho tàu cập cảng mới ghi nhật ký nhằm hợp thức hóa các thủ tục để đưa hải sản lên bờ. Bộ nông nghiệp yêu cầu người dân phải quán triệt tư tưởng xuất khẩu sang thị trường châu Âu cần hết sức minh bạch thông tin để từ đó có thể gỡ bỏ thẻ vàng IC. Hiệp định thương